một trong những nghi lễ đạo đức được lưu truyền qua dòng lịch sử phát triển của Giáo hội Công giáo Việt Nam và thường xuyên được thực hiện trong tuần thánh ngay sau lễ lá để suy ngẫm tôn kính những đau khổ về cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu đã chịu trong hành trình cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Đó là việc ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu mà có tên gọi khác nhau trong ba miền là ngắm đứng ở miền Bắc, gẫm lễ đàn và than kinh lễ đàn thì ở miền Trung và miền Nam. Cha Alexander Rhodes được xem là người đã khai sinh ra ngắm lễ đàn và đã đồng hành với chiều dài lịch sử hàng trăm năm ở Việt Nam. Ngài đã chia mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu thành 15 đề tài chính. Cứ sau 10 kinh chuỗi hạt thì ngắm một đoạn và suy niệm một trong 15 sự thương khó đó. Và sau mỗi lần như thế thì tắt một ngọn nến đang cháy sáng theo thứ tự lần lượt từ đoạn 1 đến đoạn thứ 15. Ngắm có thể sử dụng theo cung điệu Passio, ca vọng cổ hoặc ngâm thơ tùy theo từng vùng từng miền. Mỗi đoạn thì giọng điệu ngâm nga của người ngắm khác nhau và cố gắng diễn đạt một cách sinh động sự thông khổ của Chúa Giêsu và truyền tải cho người nghe đầy đủ ý nghĩa để đi vào chiều sâu của tâm hồn. Qua đó, mỗi người cảm nhận sâu sắc sự thương khó để liên kết một cách thiêng liêng với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn chỉ vì yêu thương con người. Với truyền thống đạo đức tốt lành và mang một ý nghĩa sâu sắc qua ngắm lễ đèn trong ba tối của tuần thánh, Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta cũng dựa theo nghi lễ ngắm lễ đèn để suy niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Qua đó, mỗi người khám phá ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Mỗi người đáp lại tình yêu đó bằng cách nỗ lực sống mỗi ngày hoàn thiện hơn trong ơn gọi làm con Thiên Chúa. Giờ đây, kính mời cộng đoàn bắt đầu vào nghi lễ.